Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tại sao Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa xuất hiện ở đời mà chẳng chấp trước sắc, chẳng chấp trước thọ tưởng hành thức? Bạch Thế Tôn, tại sao Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa xuất hiện ở đời mà chẳng chấp trước nhãn xứ, chẳng chấp trước nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ? Bạch Thế Tôn, tại sao Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa xuất hiện ở đời mà chẳng chấp trước sắc xứ, chẳng chấp trước thanh hương vị xúc pháp xứ? Bạch Thế Tôn, tại sao Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa xuất hiện ở đời mà chẳng chấp trước nhãn giới, chẳng chấp trước sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra? Bạch Thế Tôn, tại sao Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa xuất hiện ở đời mà chẳng chấp trước nhĩ giới, chẳng chấp trước thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra? Bạch Thế Tôn, tại sao Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa xuất hiện ở đời mà chẳng chấp trước tĩ giới, chẳng chấp trước hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra? Bạch Thế Tôn, tại sao Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa xuất hiện ở đời mà chẳng chấp trước thiệt giới, chẳng chấp trước vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra? Bạch Thế Tôn, tại sao Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa xuất hiện ở đời mà chẳng chấp trước thân giới, chẳng chấp trước xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra? Bạch Thế Tôn, tại sao Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa xuất hiện ở đời mà chẳng chấp trước ý giới, chẳng chấp trước pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra? Bạch Thế Tôn, tại sao Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa xuất hiện ở đời mà chẳng chấp trước địa giới, chẳng chấp trước thủy hỏa phong không thức giới? Bạch Thế Tôn, tại sao Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa xuất hiện ở đời mà chẳng chấp trước vô minh, chẳng chấp trước hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, ưu não? Bạch Thế Tôn, tại sao Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa xuất hiện ở đời mà chẳng chấp trước bố thí Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, tại sao Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa xuất hiện ở đời mà chẳng chấp trước pháp không nội, chẳng chấp trước pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?